Ok, hello anh em. F2B Gaming xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ làm một clip về chia sẻ những cái kinh nghiệm có nhanh T5 dành cho anh em newbie chơi dạng F2B nhé anh em. Điều đầu tiên quan trọng nhất là anh em cần phải chọn cái nền văn minh để anh em theo cái hướng chuyên về dạng nào. Ví dụ như anh em chơi theo hướng bộ binh, cung binh hoặc là kỵ binh. Hiện tại là mình sẽ làm cái video nghiêng về bộ binh nhé anh em. Rồi, đầu tiên thì chúng ta cần phải chọn một cái nền văn minh. Đây, sẽ có 12 nền văn minh nha anh em. Nhưng mà đối với mình, theo kinh nghiệm của mình, thì mình sẽ chọn, đầu tiên nhất mình sẽ chọn cái nền văn minh Trung Quốc. Bởi vì sao? Nền văn minh Trung Quốc sẽ cho mình 5% tốc độ xây dựng nhà. Anh em, 5% tốc độ xây nhà ha anh em. Rất là ok, bởi vì sao? Khi mà anh em nhận được 5% này thì anh em sẽ có tốc độ xây nhà nhanh hơn, sẽ giảm cho anh em 5%. Ngoài ra khi mới vào, mới chơi thì anh em sẽ xây rất là chậm, với lại sẽ không có một cái cục đá xây dựng nào tốt, hoặc là có những cục đá nào nó sẽ có mức phần trăm cao. Nên đầu tiên nhất nếu như anh em mới vô chơi thì anh em chọn nền văn minh Trung Quốc là ổn nhất với lối chơi Trung Quốc. Là rất là tốt nha anh em. Là bộ binh. Rồi thứ hai là khi anh em chơi bộ binh thì anh em có thể cầm tướng Tôn Tử này, có thể đi đánh trong mùa KVK1 vẫn được. Nó sẽ giúp ích cho anh em rất nhiều. Mặc định sẽ tặng cho anh em một con tướng Tôn Tử khi anh em chọn cái nền văn minh Trung Quốc. Rồi sau khi mà anh em đã lên được Hon 25 rồi, đấy, thì anh em chọn lại một cái nền văn minh. Đó là nền văn minh La Mã nha anh em. Lần văn minh La Mã sẽ cho anh em tăng sức phòng thủ của bộ binh lên 5%. Cái thứ hai là tăng tốc độ hành quân của lính lên 5% và tốc độ thu gom thức ăn. Hai cái đặc điểm quan trọng nhất của một lính bộ binh là sẽ có sức trâu và sức đánh càng lâu càng tốt. Đó là cái sức phòng thủ. Bộ binh thì phải có chế độ phòng thủ cao. Và cái đặc điểm của bộ binh là sẽ đi chậm. Nên hệ nền văn minh này sẽ tăng cho chúng ta hai cái mà mình đánh giá rất cao, mình thấy rất là ổn định khi chọn nền văn minh này, là tăng phòng thủ của bộ binh và tăng tốc độ hành quân. Đây, sau khi mà anh em lên Hon 25 rồi đó, thì anh em chọn nền văn minh này thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em rất nhiều. Bởi vì sao? Khi anh em lên Hon 25 rồi thì anh em sẽ xây dựng rất là ít đó, thì anh em sẽ không cần cái nền văn minh Trung Quốc nữa. Và nền văn minh La Mã sẽ là cái tối ưu nhất cho anh em để anh em đánh nhau trong kỳ KVK1, KVK2, KVK3 và các kỳ KVK tiếp theo nha anh em. Ok, đây là cái đầu tiên là mình phải chọn nền văn minh để chơi theo cái lối chơi của bộ binh. Rồi, cái thứ hai là khi chúng ta chọn nền văn minh của Trung Quốc rồi, hiện tại là nền văn minh này là mình chơi mình hồi 25 rồi, mình sẽ đang ở La Mã nha anh em. Mình đang chơi ở chế độ nền văn minh La Mã đấy. Rồi cái quan trọng nhất là anh em phải lên Hon được Hon 25. Bởi vì sao? Khi anh em lên Hon 25 thì anh em mới nhận được 5 hàng gửi quân, có nghĩa là mình lấy được 5 đạo quân nha anh em. Đó, còn nếu như anh em chưa lên được Hon 25 thì sẽ không lên được. Đây, nó sẽ có từng một cho anh em, là khi anh em lên được Hon 22 thì anh em vẫn có 5 đạo, nhưng mà 5 đạo này vẫn chưa mát nha anh em. Cái hàng gửi quân của anh em là chưa được tối đa 200 ca quân. Vẫn là 5 đạo nhưng anh em vẫn chưa có thể lấy được 200 ca quân. Rồi khi anh em lên được tòa nhà cấp thị chính 25 rồi thì anh em mới đem theo được 200 ca quân nha anh em. Trong đây sẽ có từng mục cho anh em hết. Năng lực đội quân là 150, nhưng khi anh em lên được khoảng 25 rồi, một số cái công nghệ cũng như là một số cái công trình xây dựng nó sẽ lên tối đa cho anh em là 200 ca quân mỗi khi anh em lấy đem đi đánh nhau. Rồi, một cái tiếp theo là cái thứ ba, là cái quan trọng là anh em cần phải lên một cái công nghệ nó hoàn toàn phải chính xác thì anh em mới đi được lên T5 nhanh. Đó là đầu tiên thì anh em mới vào thì anh em cần phải có một cái công trình kinh tế cho nó ổn định nha anh em.
Đây, đây là một số cái công trình về kinh tế. Mình sẽ làm một cái video khác về ủ ạt. Nó sẽ kèm theo những cái công trình kinh tế này nha anh em. Rồi, đây là một số cái con đường mà chúng ta cần phải lên. Và đặc biệt là hai cái quan trọng nhất là cái tăng thêm tốc độ xây dựng công trình trong thành phố. Bởi vì sao? Khi anh em lên được cái này rồi thì tốc độ xây dựng anh em sẽ tăng lên thêm 35% nha anh em, sẽ nhanh hơn. Đó, cái thứ hai là khi anh em lên được công trình rồi thì anh em cũng kèm theo đó sẽ phải lên cái công nghệ. Đó, là tăng tốc độ nghiên cứu. Bởi vì sao? Khi anh em tăng tốc độ nghiên cứu tối đa ở cấp 10 thì anh em sẽ được thêm 15%. Và đặc biệt khi anh em lên những cái công trình này rồi thì sẽ kéo theo những cái công trình phía bên ngoài nha anh em. Công nghệ đạt cấp 25. Đấy, thì đòi hỏi trong những cái công nghệ này thì sẽ có những cái yêu cầu nhà công nghệ chúng ta đạt được ở mức độ bao nhiêu. Rồi, sau khi mà chúng ta đạt được hai cái công trình và cái toán học được lên level 10 rồi thì lúc đó chúng ta sẽ lên bên hướng quân sự nha anh em. Hướng quân sự có thể nói là một hướng rất là đặc biệt và rất là cần cho anh em để anh em phục vụ cho cái tấn công, hay còn gọi là phục vụ cho chiến tranh nha anh em. Rồi, kỹ lực quân sự hay là gia công thép này kia nọ thì bắt buộc anh em phải max ở mức độ level 5 hết nha anh em. Đây, đây là lính cấp 1. Thì chúng ta cần phải đi qua hết. Rồi, ba cái mà ở cái mức quan trọng nhất là cái chiến thuật trận đấu. Nó sẽ tăng tấn công cho anh em là 15% khi anh em ở cấp độ max là level 10. Thứ hai là dàn quân phòng thủ. Cái thứ ba là thảo dược. Nó rất là ok, rất là cần thiết cho anh em. Ba cái hạng mục này rất là lâu nha anh em. Nên sau khi mà anh em lên được cái kinh tế rồi, nếu mà nằm ở cái mức là 8, 9, 10 thì anh em vẫn có thể lên cái này nha anh em. Khi mà cảm thấy mà mình có run, có cái cục đá hoàn toàn ngon, hoàn toàn tốt, có búp luôn kingdom thì anh em nên đi qua những cái hướng này anh em búp luôn để cho nó nhanh, nó hạn chế cho chúng ta rất nhiều cái thời gian. Nó giảm cho chúng ta rất nhiều thời gian để khi anh em nâng những cái hạng mục này nha anh em. Bởi vì khi mà anh em nâng ở mức độ 9 lên 10 thì đòi hỏi tầm khoảng 50, mình nhớ không lầm thì tầm khoảng 55 ngàn. Nó rất là lâu. Rồi, sau khi mà anh em lên được ba cái hạng mục chiến thuật trận đấu, rồi dàn quân phòng thủ và thảo dược rồi thì bắt buộc anh em sẽ đi qua cái hướng bản đồ. Mình khuyên anh em là nên lên ba cái hướng này map nha anh em. Tại vì lên ba hướng này rồi thì anh em sẽ đánh rất là trâu. Tăng sức khỏe 15% nha anh em, mọi thứ nó sẽ tăng cho anh em 15%. Rồi, những anh em nào muốn có T4 thì anh em có thể nâng theo hướng T4, là anh em có thể lấy những cái quân của mình theo dạng T4. Nhưng T4 cũng rất cần các cái hạng mục là chiến thuật trận đấu, dàn quân phòng thủ và thảo dược, rất là cần. Rồi, hướng mà anh em muốn theo, hiện tại là video này mình chia sẻ về bộ binh, thì cái cách mà mình đi theo hướng bộ binh nhanh nhất để có T5 là đầu tiên bắt buộc là anh em phải có cái chọn theo hướng bộ binh T5 là phải có, bắt buộc phải có rồi. Thứ hai là cái tăng tấn công bộ binh đó, thép wood là phải là đạt cấp level 10, đi theo một nhánh một nha anh em. Cái thứ hai là nhánh phòng thủ của bộ binh. Đấy, rồi những cái mà 1, 2 như thế này anh em nhìn thấy là mình chỉ lấy 1, 2 thôi, theo yêu cầu là phải có hết thì nó mới bật được cái quân đoàn y tế này lên. Nên anh em chỉ có thể là lấy 1, 2 thôi. Cũng rất là nhanh thôi anh em, không sao. Rồi anh em nâng cái thép wood và cái khiên scutum nha anh em, lên càng nhanh càng tốt, lên level 10. Rồi sau đó anh em sẽ nâng cái quân đoàn y tế và cắm trại. Rồi sau đó cái cuối cùng là vũ trang hỗn hợp. Nó sẽ có 3 cái yêu cầu nha anh em. Tại vì khi anh em lên cái cắm trại này rồi thì anh em chỉ đạt ở cái mức được gọi là cấp 9 nha anh em. Có thể người ta gọi là max công nghệ ở cấp 9. Nói ý nghĩa là như thế. Tại vì nó sẽ lên cái cắm trại trước, sau đó sẽ lên
cái vũ trang hỗn hợp và cái cuối cùng là lên quân đội y tế. Khi anh em lên 10 thì đòi hỏi anh em phải mát tất cả những cái công nghệ của kinh tế nha anh em. Nên không sao cả, anh em cứ lên theo một đường như thế này của T5 dành cho bộ binh. Nó sẽ giảm cho anh em rất nhiều thời gian. Rồi, một số cái mà mình lên 9-10 này là do mà hiện tại là mình đã lên mát được bộ binh rồi, nên là mình mới theo cái hướng của kỵ binh, mình thêm một nhánh nữa. Còn nếu như anh em chưa lên được bộ binh thì anh em đi theo cái hướng bộ binh nha anh em. Đừng nâng lan man, đừng nâng những cái thứ khác thì nó sẽ tốn rất nhiều speed cho anh em, tốn thời gian mà anh em không mạnh gì cả. Rồi, ba cái mà chúng ta cần phải quan tâm nhất đó là cái cắm trại, cái vũ trang hỗn hợp và cái quân đội y tế. Bắt buộc là phải như thế thì anh em mới tiến đến cái T5 của chúng ta nha anh em. Rồi, trong những video trước mình có chia sẻ là anh em nên lên tầm khoảng whip 14, whip 15 anh em hãy lên T5. Còn không thôi thì anh em cứ ở mức là max test 9 hoặc là anh em max test 10 thì anh em ở quýnh như vậy vẫn ok, vẫn tốt nha anh em. Bởi vì lên T5 rồi anh em cần phải có một cái chế độ đánh cao hơn, phải có mức độ tấn công phòng thủ nó sẽ cao hơn, nó mới đỡ cho chúng ta. Tại vì T5 sẽ cần rất nhiều tài nguyên để anh em đánh. Đấy, rồi ok, chốt vấn đề lại là chúng ta nếu như anh em muốn lên một T5 nhanh thì anh em cần phải có gì? Phải chọn một cái nền văn minh thật là tốt. Theo kinh nghiệm của mình, theo chia sẻ của mình thì đầu tiên, vào giai đoạn đầu tiên mà chơi thì mình sẽ chọn nền Trung Quốc là nền tối ưu nhất. Cái thứ hai là mình sau khi mà hon 25 rồi thì mình sẽ chuyển qua nền văn minh La Mã để mình chơi theo cái hướng tăng phòng thủ và có thể tăng tốc độ đi nhanh của lính mình hơn. Còn nếu như anh em mà có những kinh nghiệm khác thì anh em có thể nâng tiếp theo cái hướng của anh em, theo cái mục tiêu mà anh em chọn. Cái thứ hai là anh em cần phải nâng xây dựng của chúng ta, nâng cái hòn chính của chúng ta lên hòn 25 càng nhanh càng tốt. Và cái thứ ba, cái cuối cùng là công nghệ, thì anh em nên để ý ngay chỗ cái mục là nâng cái công nghệ về xây dựng và công nghệ về toán học đạt ở cái mức 8, 9, 10 thì nó sẽ đỡ cho chúng ta rất nhiều. Sau khi mà đạt ở cái mức đó rồi thì anh em có thể qua cái hướng của quân sự, sẽ nâng những cái yêu cầu của các cái hạng mục về phòng thủ, về tấn công, về sức khỏe, rồi sau đó đi theo một cái hướng của bộ binh thì anh em sẽ tiến thẳng tới T5 rất là nhanh, rất là sớm. Đặc biệt thì anh em nên lưu ý là anh em cần phải có cái whip 14 và whip 15 hạ lên T5 nhé anh em. Nếu như anh em có những cái kinh nghiệm gì anh em có thể chia sẻ với mình nhé anh em, để mình sẽ ghi nhận và sẽ chia sẻ tiếp đến những anh em newbie chơi ở dạng F2B nha anh em. Ok, video của mình xin phép dừng tại đây. Nếu như anh em thích video, vui lòng tặng mình một like và một subscribe để khích lệ tinh thần phát triển kênh nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.